với một cái mô hình là song long, tức là hai con rồng, và chính giữa lại là Quan Thế Âm Bồ Tát. Một cái sinh động ha. Thầy cũng đã từng đã nói là thầy phải làm sao bay cả trời tối từ bi, tức là đem giải Phật đạo của thầy khắp cả thế giới, căn cứ theo lời di ngôn của thầy và tín đồ của giáo hảo là riêng ban tiểu sư 45, căn cứ theo những lời thầy dạy mà làm cái mô hình này để nhân lên nhân ngày kỷ niệm đại lễ 18 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo. Đã lên đèn luôn rồi, gì nhìn thấy nè, phun nước luôn, quá khứ bây giờ phun nước luôn ha, quá đẹp ha. Cái mô hình này chúng phải tập theo những cái lối của người xưa, những cái lối thánh hiền đã chỉ dạy chúng ta đạo làm người. Nó nhiều năm quá đi, thành ra mình đổi lại cái mô hình Tri Dung Thầy với Thi Văn Giáo Lý với Thầy Ngọn Đuốc Trụ Giới Thiện đó, Ngọn Đuốc thay đổi lại mới. Cảm nhận về ban trị sự xã Long Hòa mô hình như thế nào? Xã Long Hòa cũng lấy từ ý tưởng rút ra từ câu giảng trong Giáo Lý Đức Thầy là bạch tượng tự ở chốn công chung, bỗng xa xuống mình bà hối hả, vừa tỉnh giấc mơ tiên mới lạ, khắp phòng quê thơm nức mùi hương. Bà gặp thì mấy chú trong ban nói là có một chuyện xảy ra mà không biết chuyện đó như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi sau này. Và lắm thì mô hình của ông Quy đi tỉnh kinh như vậy thì có chỗ nào chứng minh trong câu giảng của Đức Thầy mà mang một cái hình tượng của biểu ngữ xe qua này không? Thì ngày đại lễ của mình là ngày lớn rộng liêm. Hồi trước thì mình kêu là khi mà Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo năm 1339 thì gọi là cái đại lễ. Mà bây giờ Trung ương tôi nói là cái này là cấp quốc gia, đại hội cấp quốc gia. Vậy sao? Mình cái tu tập của mình, cái ngày đại lễ của mình nó lên nâng cao rồi ha. Nha vậy. Đó, ban sự Trung ương không cho đổi mô hình này luôn. Vậy sao? Không cho. Mình nó vô cái bộ tứ linh đi thỉnh Chân Dung Thầy á. Đâu có cho. Là tứ linh là xe nào với xe nào chú? Long Lăng Quy Phụng á. Vậy sao? Kính thưa cô chú và anh chị em đã trở lại số video tiếp theo của anh em chúng tôi. Hiện tại quân đội chúng tôi đang có mặt tại ban trị sự xã Long An để cập nhật tình hình mới nhất, nóng nhất chương trình xe hoa diễn ra ngày đại lễ 18 tháng 5 sắp tới. Và theo như thống kê thì năm nay có nhiều chương trình đổi mới để phục vụ cho bà con. Thì anh thấy cảm nhận sao anh? Thì nói chung ra quý vị, đối với những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta đã có một cái tâm lo cho đạo, lo cho thầy tổ, thì những cái ngày đại lễ của Đức Thầy chúng ta chỉ một năm chỉ có hai lần là ngày khai đạo và ngày đản sanh của Đức Thầy. Vì vậy mà mọi người ai cũng muốn làm cho nó tốt đẹp, gọi là tốt đời đẹp đạo đó, phải cố gắng bỏ công sức và cũng như bỏ những cái tài vật ra để chúng ta gom vào một cái mùa đại lễ cho nó được thành công, để đền đáp lại cái công ơn của thầy tổ đã dày công sáng tạo và dày công để thành lập nên một cái đạo để chúng ta nương nhờ theo giáo pháp đó mà chúng ta tu hành được giải thoát. Vậy mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt tiến trình từ đây cho đến ngày đại lễ. Anh em chúng tôi ngày nào cũng cập nhật tin mới nhất
mời quý vị để xem biết tình hình buổi lễ diễn ra như thế nào. Trân trọng kính mời quý vị. Quý vị thì ban trị sự có mô hình đổi mới vô cùng tuyệt đẹp luôn nè quý vị. Mỗi năm nay thì tất cả các ban trị sự có chiếc thay đổi mới và có chiếc thì để y nguyên. Thì ở đây ban trị sự phường Long Sơn mô hình thay đổi mới vô cùng tuyệt đẹp. Đây là mô hình gì anh? Đây là mô hình Đức Thầy bốn mặt quý vị. Có nghĩa là mặt nào cũng có chân dung của Đức Thầy hết. Thì với một cái mô hình này là ý muốn nói lên là chỗ mọi lúc mọi nơi đều có Đức Thầy. Quá đẹp quý vị. Ngoài sau là quyển thi văn giáo lý ha? Đúng rồi, quyển sách giảng thi văn giáo lý toàn bộ. Đây bây giờ ban trị sự phường Long Sơn rất là đẹp. Tại vì đây là mô hình để tuyên truyền quyển giáo lý sấm giảng thi văn của Đức Thầy. Đang dần dần hoàn thiện. Đây đến ngày 15 sẽ hoàn thiện tất cả mô hình xe qua này. Thưa chú, sao mô hình của ban trị sự phường Long Sơn mình hỏi lần con Phụng, sao hôm nay mình có ý tưởng gì mới không mà lại đổi mô hình khác chứ? Tại vì tôi thấy cái biểu tượng con Phụng đó, nó nhiều năm quá đi. Thành ra mình đổi lại cái mô hình chân dung thầy với thi văn giáo lý với khai quang đuốc tụi với thiện đó, cái ngọn đuốc thay đổi lại mới. Yeah, chi phí năm nay chắc hơi nhiều ha, khoảng 50 triệu làm một tháng 3 tháng 4 tới giờ đó. Tỷ mỹ hôm nay ra ông hòa sĩ đây ở chợ Giàm. Yeah, biết. Tiếp làm như này đó chú. Cái ý tưởng này thì của một đồng đạo trong cái ban trị sự của xã Long Sơn, mình thì bổ sung, tức là bổ sung về hình thức hội quả rồi luôn, đèn rồi mình tính. Thì cái này là mình góp phần chung nha. Đồng đạo gần xa thân mến, thì với một cái mô hình của xã Phú Lâm hôm nay thì quý vị thấy trang trí nơi phía trước đầu xe là chân dung thầy bốn mặt, và phía sau lại là một cái con hạc hết sức là lớn quý vị. Và Đức Thầy, hai câu giảng Đức Thầy cho biết là biết làm sao lên lưng bạch hạc bay cả trời tỏ ý từ bi. Vậy hai câu giảng này nó hàm ý nghĩa như thế nào? Kính mời Đệ Tâm nói sơ cho đồng đạo nghe và cũng như hưởng ứng trong cái mô hình này. Kính mời đây. Thưa quý vị, thì xe hoa của ban trị sự xã Phú Lâm với một cái mô hình vô cùng ý tưởng rất là hay và đặc biệt. Đó là mô hình một cái ông hạc. Thì lấy một cái biểu ngữ rút ra từ hệ thống giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là biết làm sao lên lưng bạch hạc bay cả trời tỏ ý từ bi. Thì đây là một hoài bão của Đức Tôn Sư chúng ta được lên lưng bạch hạc, tức là bay cả trời, là khắp cả mọi phương trời để tỏ ý từ bi, là phô diễn cái tấm lòng từ bi hay là giáo lý từ bi cho tất cả mọi người được thấm nhận, mượn hình ảnh của một ông hạc để truyền tải một thông điệp, để mang một cái ý nghĩa lòng từ bi hay là giáo lý từ bi để cho mọi người được thấm nhận. Để chi vậy? Để xây dựng cả thế giới đại đồng này, để có một cái tình thương từ bi. Con người thế giới mà có tình thương từ bi rồi thì không còn chiến tranh nữa, không còn tham sân si nữa, và sống trong một cái cảnh là đại đồng thế giới, hòa bình thế giới. Thưa chú, vậy mô hình này mình phát hiện làm mới hay là đã nhiều năm nay để phục vụ cho đại lễ chú? Căn cứ theo lời di ngôn của thầy và tín đồ của giáo hảo là riêng ban trị sự xã Phú Lâm, căn cứ theo những lời thầy dạy mà làm cái mô hình này để nhân lên nhân ngày kỷ niệm đại lễ 18 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo. Hay quá chú ơi. Vậy thì đối với phần tín đồ thì của chúng ta thì đến cái ngày mà thầy thay đạo vô cùng quan trọng như vậy thì mình phải làm công sức như thế nào để đền đáp lại công ơn của thầy tổ trong những ngày khai đạo này chú? Nói chung là tất cả anh em trong tín đồ, riêng và nói chung là ban trị sự đều đem hết tâm huyết, khả năng, nhân lực và tài lực để mà làm lên cái đại lễ cho nó hoành tráng. Dạ. Nhân cái dịp thầy khai sáng đạo trong cái dịp đại lễ 18 tháng 5, đó là đem hết nhân lực của mình ra mà làm.
không có nợ công nợ hà gì hết. Yeah. Rất là toàn thể anh em tín đồ nói riêng của xã, nhưng mà anh em trong mọi sự ai cũng trách nhiệm đều lăn giả sang lăn xã vô làm đó. Yeah. Không có nợ nợ hà gì hết rồi. Để đền đáp công ơn của thầy. Để đền đáp công ơn của thầy Khai Sáng Đạo. Quý quá, hay quá chú ơi. Vậy thì trước khi tạm biệt ban nhân sự xã Phú Lâm như vậy thì chú gửi lời nào đó cho buổi lễ sắp tới này mình sẽ thành công tốt đẹp hơn chú. Cũng nhân dịp mùa đại lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Đạo, thông điệp của ban sĩ Sáu Lâm cũng gửi đến toàn thể tất cả tín đồ Phật giáo hảo chung trong địa phương nói chung là cả nước và cả thế giới đã hưởng ứng rất là nhiệt liệt nhân ngày thầy Khai Sáng Đạo Phật giáo hảo. Đó là cái niềm đam mê của tín đồ mình đối với thầy về tổ. Ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Đó là... cảm ơn nghe. Các bạn trước này mình gọi là các bằng cái gì vậy chú? Cái này hả? Dạ, cái long đình ấy chân dung là cái long đình lễ nghĩa sao hả chú? Cái để mình che cái hình thầy đó đó. Dạ. Chứ không có ý nghĩa gì hết, giống như mà mấy cái long đình để thỉnh sắc thần của đức thầy về mình. Dạ. Chân lên đất á. Vậy tính vài năm sau mình có đổi mới chương trình không chú? Năm sau có đổi mới. Vậy sao? Nhưng mà long đình này chắc không đổi rồi. Dạ, bí mật cho quý khán giả biết là năm sau sẽ có một chương trình đổi mới ngoạn mục đẹp hơn nữa đó quý vị. Mô hình năm nay thấy sao anh? Thì thấy xã Châu Phong đã có một cái hiện tượng mới đó. Đúng rồi, thì vừa qua thì hai anh em chúng tôi đã cập nhật sơ qua ở xã Châu Phong, thì cái mô hình mới mẻ hết sức là lý tưởng và rất là đẹp. Và giờ đây thì chúng tôi lại có mặt tại ban chi sự xã Long An với một cái mô hình thằng Kim Vi và bốn thầy trò đường tăng ở trên thằng con Kim Vi nữa, quý vị nhìn thấy ha. Vì cái mô hình này cũng là cái mô hình cũ quý vị, nhưng mà cũng được quý chú sửa sang lại cho nó mới mẻ ha, để chuẩn bị cho cái ngày đại lễ sắp tới. Quý vị thấy đây thì cái mô hình này cũng đã hoàn chỉnh rồi quý vị, chỉ còn chờ đến cái ngày khởi hành thôi. Này, mô hình của năm nay có sửa sang ngày mới không chú? Không, đại tu chút đỉnh đèn đốt rồi chứ, bị sửa sang đổi cái mô hình mới nó quá tốn tiền. Gì ha? Đổi mô hình mới cũng cả trăm, trên trăm triệu ha. Dạ. Dạ, không có đổi được. Giữ mô hình này ha. Dạ, chỉ đèn đốt mình sửa chữa, mình tăng trang lại cho nó sáng, sáng cho lên đều đó thôi. Những cái đường điện nó đứt, nó hư đó, sửa chữa lại. À, mô hình của ban trị sự mình cũng sống động lắm chứ, có người thiệt vũ công đồ đóng tài điên mà. Cái đó ban sự trung ương không cho đổi mô hình này luôn. Vậy sao? Không cho. Dạ. Bên nó vô cái bộ tứ linh đi thỉnh chân dung thầy đó. Đâu có cho. Là tứ linh là xe nào với xe nào chú? Long lăng quy phụng á. Mà đây là quy ở chỗ nào? Lăng là ở... lăng thì nó nằm ở khu sưng con rồng. Còn con lăng không biết nó nằm chỗ nào đó, không có để ý cái xã đó. Vậy sao? Dạ, nó vô bộ tứ linh mình đi thỉnh chân dung thầy. Thì con mới nghe luôn á. Nghe ha. Có lựa, hồi đó cũng không lựa đầu tiên, giờ sau bỏ mấy chiếc kia lại thấy tôi nghiệp thôi, lùa đi hết. Chứ đi trong vòng 30 xe mặn lẽ là lựa có 4 chiếc, rồi bỏ mấy chiếc kia lại thấy cũng tội. Rồi thống kê năm nay được bao nhiêu xe chứ? Năm nay thêm thêm xe nữa, xã Thăng An thêm xe nữa. Là chắc 29 hay 30 gì đó. Vậy là Phú Tăng bao nhiêu? Không nhớ giờ nổi, còn cái thị xã Tân Châu là giờ lên 9 chiếc rồi, năm ngoái 8. Thưa quý vị, thì mô hình của xe hoa của xã Long An được vinh dự là nằm trong tứ linh để thỉnh chân dung thầy từ tổ đình đến an vị ngôi chùa An Hòa Tự để mừng ngày khai đạo quý vị. Thì mô hình này không có đổi mới được tại vì nằm trong tứ linh ha. Đúng rồi, thì khi mà nói về Long Lăng Quy Phụng tức là một trong tứ linh, khi mà đã xuất hiện thì có một vị thánh nhân ra đời. Vì vậy nó cũng có mang một cái ý nghĩa rất là tốt. Cho nên ban tổ chức cũng như ban nhân sự trung ương sẽ không cho ban nhân sự các xã đổi những cái mô hình như nói trên. Đành phải giữ lại trong cái mô hình đó. Theo như dự kiến đại lễ 18 tháng 5 năm nay có phần long trọng và tôn nghiêm và đổi mới hơn nhiều cái hình thức đó anh. Đúng rồi, thì những cái đèn đuốc và những cái màu sắc cũng được quý chú sang sửa lại hết sức là đẹp.
để đón mừng cho cái ngày đại lễ sắp tới. Vô cùng long trọng ha. Vô cùng long trọng. Thì trong những lần đại lễ của Đức Thầy thì tất cả những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta gom góp nào là công sức và tài vật để cho buổi đại lễ nó được thành công tốt đẹp. Và mọi nơi, mọi nhà, mọi ban trị sự đều cũng phải tức bật trong những cái công việc đạo sự cho nó được hoàn chỉnh. Trong toàn đạo mình thì lễ này 18 tháng 5 với 25 là vấn đề là đại lễ chính ha. Đúng rồi, thì hàng năm vào cái những cái ngày đại lễ của Đức Thầy thì chỉ có hai ngày đại lễ lớn, đó là ngày đản sanh của Đức Thầy. Thì hai lần đại lễ này hàng năm là được những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta hưởng ứng qua cái cuộc đại lễ như trên. Thế nên hàng năm thì đồng đạo chúng ta dù cho mắc những cái công việc gì bộn bề cũng phải nhín chút thời gian để chúng ta lo cho cái cuộc đại lễ được. Kính thưa bà con đồng đạo gần xa, hôm nay vào lúc 9 giờ tại ban trị sự giáo hội giáo Hòa Hảo xã Châu Phong, ngày 11 tháng 5 năm Giáp Thìn, cũng là ngày mấy em YouTube đến đây để qua chiếc xe qua của ban sự Sài Phong. Kính thưa quý vị, thì cái toàn đạo chúng ta năm nay thì ban sự Châu Phong có tổ chức là hơn nói này cũng hơi cũng không phải hoành tráng nhưng mà cũng tu sửa lại. Năm trước mình là cái này là gọi là cái ở sau mình gọi là hồng mẫu tử, rồi hai em bé đứng sau là gọi là đồng tử. Năm nay mình là cái này là đỉnh núi. Đỉnh núi xa trước này là hai đứa em bé nữa là nó đứng ở trước này. Cái này gọi là cái núi. Quý vị cũng thấy gần xa, nếu mà trường hợp có thiếu số cái gì quý vị bổ sung thêm quý vị. Đây là năm nay diễu hành chương trình sao có khác gì không nè? Thì cũng y lại vậy. Năm nay thì nó ngay thì mình bữa 16 thì mình tập trung, mà không mấy năm trước thì về ban sự của phường Long Sơn ăn cơm. Thì năm nay mình ăn cơm tại nhà thì tranh thủ thời gian xuống ban hộ tự không quá 22 giờ. Là bữa 16 hả? Đến 16. Là chiều mấy giờ 16 rồi khởi hành? Chiều 10, ở đây nếu chú đi được các khoảng 3 giờ chú chuẩn bị. 3 giờ hả? 3 giờ. 3 giờ chiều 16. Rồi con nghe cái thông tin là không biết có chính xác hay không hay là có thay đổi gì không, tức là chương trình xe qua mình được chạy bên cánh Châu Đốc, thì chương trình này sao chứ nào? Chương trình này trước đó thì trong cái ban tổ chức của ban các ban xe qua của ban sự của xã phường của thị trấn mà với của thị xã Tân Châu có bàn bạc với ông chịu trách nhiệm địa bàn là chú Tám Ảnh, cũng có tính bàn bạc đi về qua thành phố Châu Đốc. Nhưng mà cái chuyện làm thì mình cũng ước mong vậy, để cho các bà con gần xa để biểu hiện cái tinh thần mà đoàn kết với nhau là trong cái ngày đại lễ, bởi vì mình có cầu Châu Phong liên kết qua cho Châu Đốc á, mà không thì ông giám đốc ổng cũng tính hứa mà, nhưng mà điều kiện cuối cùng bây giờ ông đi công việc không có nhà, thành ra cái chương trình đó nó hơi dở lỡ, nó không được ý muốn của mình đó. Thì là năm sau sẽ có chương trình này nữa ha. Thì chương trình này cái chuyến tiến hành tới chắc có thể là năm tới cũng phải tiến hành, nhưng mà điều kiện thì ăn thua cái ông Châu Đốc, ông có chịu cho mình qua hay không thì thôi, chứ bên Tân Châu mình đã ký nhận cho qua đó, cho đi đó. Vậy đó. Không có lòng. Là mình mở rộng cái chương trình để cho mà cái đà ngày đại lễ của mình ngày lớn rộng lên. Hồi trước thì mình kêu là khi mà Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo năm 1339 thì gọi là cái đại lễ. Mà bây giờ Trung ương tôi nói là cái này là cấp quốc gia, đại hội cấp quốc gia. Vậy sao? Mình cái tu tập của mình, cái ngày đại lễ của mình nó lên nâng cao rồi ha. Nha vậy. Lễ mình là được cấp quốc gia luôn hả? Thì ông chú Bà Nà ông nói là bây giờ là kêu đại hội cấp quốc gia chứ đâu kêu đại lễ nhỏ lắm. Gọn sao? Cũng mừng. Vậy là gì? Đại hội cấp quốc gia hả? Hay nha. Bây giờ nó hoành tráng quá Thì cũng như cái đợt cũng như hợp vừa qua ngày hôm qua thì năm rồi thì cái tổng kết thì cái bà con đồng đạo gần xa các tỉnh gần tính tỉnh bạn gần tha đổ về thì nói chung cũng nằm tầm mệnh nhìn cũng khoảng mười mấy ngàn, mà năm nay theo cái phần đánh giá của Trung ương thì bà con đồng đạo gần xa trở về trong nơi tương đối cho khoảng 20.000 là đại lễ mình hả? Đại lễ mình á. Và cái chuyện làm của mình năm nay thủ nó hoành tráng lắm. Năm nay với hai nữa là cái Đức Quỳnh Giáo Chủ mình khai sáng đạo được tròn 85 năm.
À, cái lễ này nó cũng hoành tráng. Trong địa bàn của thị xã Tân Châu mình năm nay được bao nhiêu chiếc chưa? Địa bàn thị xã Tân Châu thì trước nãy thì đăng ký được 10 chiếc, mà hôm nay thì nó bị gãy đổ 1 chiếc, là bị vì cái phần Tân An nó gặp cái khó khăn. Vì cái phần lũng cũng không biết chương trình gì mà còn là 9 chiếc. Còn ở Phú Tân thì năm nay 18 chiếc. Phú Tân năm nay là 18 xã, 18 chiếc đó. À, cái cuộc họp ngày qua là báo cáo. Nghe nói lễ 18 tháng 5 thì xe qua mình chạy nhiễu hành ở sông Tiền không hả chú? Xe qua mình năm nay thì cái tuyến đường mình thì từ xuất phát từ cái ngày từ An Hòa Tự là lúc 11 giờ. Thì về tới nhà hàng Kim An có thể tầm khoảng 15 giờ. 15 giờ thì nghỉ ăn uống thì có khoảng 16 giờ. Chúng ta đoàn xe qua của chú của ban sự trung ương và đoàn xe qua của Tân Châu cái tiến hành lên cầu mới về Vĩnh Sương. Vĩnh Sương mới đổ lại xuống cầu thì cái đoàn xe qua của trung ương mới về dưới, còn đoàn xe qua của Tân Châu thì đổ là đi về hướng là Long An, Châu Phong, Lê Chánh, Phú Vĩnh, Long Phú rồi ra quảng trường trở về mũi tàu trở về nhà hàng Kim An là dùng một của cháu thì rồi sau giờ đó là xong việc của ngày đại lễ. Là 16 mình xuống hả? 16 mình đi, 18 mình đi về đó. Chiều 16 1 giờ hả? À, có đại 3 giờ xuất phát ạ. 3 giờ. Ừ. Là cũng như thường năm là thường năm làm lễ rồi ha. À, mình nghi thức đồ này nó bài bản vậy đó. Yeah. Nhưng mà điều kiện năm nay cái ban sự của ông Long Sơn công chủ nhà ông yếu quá thành ra không có tổ chức cơm. Thành ra cái chuyện làm của mình năm nay thì địa bàn nào nó ăn cơm thì mới đi. Dạ. Vậy đó à. Ừ. Mỗi năm là xuống đó là 1 giờ mình đi rồi, hôm nay mình ăn cơm tại ăn nhà. Ăn cơm tại nhà. Đi trễ một chút. Trễ một chút. Dạ. Rồi thành ra cái chuyện làm của mình thì năm nay mỗi năm nó có cái chương trình mới. Vậy là mô hình năm nay mới ha. Mô hình năm nay thì mình chỉnh sửa lại. Thì cái phần cũng vũ công cũng là Quan Âm đồng tử. Dạ. Nhưng mà đồng tử mình năm nay đứng trước cái Quan Âm. Còn một lần Quan Âm đồng tử mình đứng sau, năm nay đứng trước lại. Đó. Chú gửi bà con mình buổi đại lễ được thành công tốt đẹp chứ? Dạ, kính thưa quý vị cô đồng đạo gần xa. Năm đại lễ năm nay thì năm ngày 2020 năm ngày 18 tháng 5 năm 24 thì ban trị sự giáo hội giáo hảo Châu Phong cũng có đôi lời chỉ chúc quý vị gần xa, đồng đạo gần xa đợi mỗi một đời đại lễ vui hạnh phúc và cả nhà hạnh phúc và vui vẻ, an tâm thượng lạc và quả duy dung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ấm nghĩ thì mô hình ông gồng như to khổng lồ như thế này được mang biểu ngữ gì anh Lâm và truyền tải cái thông điệp trong ngày đại lễ 18 tháng 5 thì mang cái thông điệp tức là muốn nói lên cái mô hình là Long Lân Quy Phụng, tức là một trong tứ linh như vừa rồi ở đầu video chúng tôi nói đó. Khi mà bốn con này xuất hiện thì có một vị thánh nhân lại ra đời để giáo hóa chúng sanh. Thì đó là mang cái ý nghĩa theo cái sự hiểu biết chúng tôi là vậy. Nhưng mà trong câu giảng của Đức Thầy mang một cái biểu ngữ gì anh? Có để truyền tải cái thông điệp cho bà con á. Thì Đức Thầy Ngài cũng cho biết là trên năm non gồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà xa báu quý, thì gồng phụng tức là một trong hai con, một trong bốn vị, bốn con gọi là tứ linh đó. Cũng là mang một cái thông điệp theo cái sự hiểu biết chúng tôi là tứ linh. Tứ linh. Vì trên năm non gồng phụng tốt tươi miền bãi núi mà sao báu quý, thì đây là hai câu giảng này là hứa hẹn ngày tương lai hay là ngày hiện tại? Thì đó là ngày tương lai. Tương lai nói đến cái ngày mà thầy tớ gặp nhau. Cái ngày đó thì không có án hành thời gian được, tùy theo cái nhân duyên và cái căn cơ cũng như tùy theo cái thời điểm thì nó sẽ hiện ra. Có thay đổi gì không chú? Cũng vậy ha. Rồi xin thưa quý vị, một mô hình mới tại ban trị sự xã Tân An đóng chiếc ghe mà Đức Thầy đi dạo Lục Châu thì hoàn thành hết 80%, mà không biết cái chuyện gì xảy ra nên ban trị sự nên tạm dừng lại và để năm sau có như thế nào. Thì mô hình này nếu như chuyển được thì rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn quý vị. Thì mấy chú trong ban nói là có một chuyện xảy ra mà không biết chuyện đó như thế nào, mà quý vị cùng theo dõi sau này và kế tiếp dần dần chúng tôi sẽ cập nhật liên tiếp nha quý vị. Thì với một cái mô hình của quý chú cũng đã thực thi theo lời của Đức Thầy đã chỉ dạy là
xa nhìn sương bạc mờ mờ, tăng an làng nọ nhân nhờ bắp phai. Cho nên là nói đến cái cảnh tượng mà Đức Thầy chúng ta đi dạo Lục Châu thời điểm Đức Thầy mở đạo. Với một cái mô hình này cũng giống như là một cái chiếc thuyền Bát Nhã mà Đức Thầy đi dạo Lục Châu đó quý vị. Nhưng mà có một cái vấn đề quý chú không thể nào tiết lộ được, sẽ ngừng lại cái việc cái làm cái mô hình này. Rồi sẽ hứa hẹn sẽ kỳ lễ tới hoặc giả là đúng cái thời điểm cái duyên tới thì sẽ phát hành cái mô hình đó. Vậy sao chú? Hoàng năm mà đi lên đây là có bắp có khoai ăn. Vậy hả? Hết sức đúng ngay chiếc ghe đẹp không quý chú? Vậy là chờ cơ hội năm sau không biết sao đây. Dạ. Mình cái này mình chỉ đón thôi. Dạ đón thôi. Cái này quý chú mình có trải qua trường lớp mình đóng ghe không, mà đóng khéo dữ không chú? Mướn đâu có. Vậy sao mướn à? Mướn hả chú? Mướn chạy ta đóng thì mình mới làm lại cái dàn trên này mà. Cũng mướn mấy người ta chuyên nghiệp về đóng xuồng ghe đó hả chú? Mướn mấy cái chạy ta đóng ghe ở dưới. Dạ. Quá sắc sảo ha. Ta đóng theo cái mô hình của mình đưa ra. Vậy hả? Quá đẹp ha. Quá đẹp cái gì à? Cảm nhận về ban trị sự xã Long Hòa mô hình như thế nào? Kính thưa với chư quý đồng đạo và quý thính giả gần xa thân mến, thì ban trị sự xã Long Hòa với mô hình một ông bạch tượng hết sức là trắng và đẹp, quá là long trọng quý vị. Thì thấy cái mô hình này hết sức là long trọng, thì trong những lần đại lễ vừa qua quý vị cũng đã xem một cái đoàn xe hoa đang chạy nhiễu hành đó. Thì thấy một cái mô hình bạch tượng. Thì đây quý vị thấy mô hình đang được quý chú tích cực để sang sửa, để chuẩn bị cho ngày đại lễ 18 tháng 5 lần thứ 85 năm ngày Đức Thầy đã khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì để tâm cảm nghĩ về bạch tượng trắng này như thế nào rồi đây? Thưa quý vị, thì ở đây ban trị sự xã Long Hòa cũng lấy từ ý tưởng rút ra từ câu giảng trong giáo lý Đức Thầy là bạch tượng tự ở chốn công chung, bỗng xa xuống mình bà hối hả, vừa tỉnh giấc mơ tiên mới lạ, khắp phòng quê thơm nức mùi hương bà gạo trơn, bèn bước ra giường truyền thị dậy thỉnh vua lai đáo. Thì nhắc lại cuộc đời của bà hoàng hậu Maya, bạch tượng từ ở trên cung trời để mà sáu ngà để nhập vào bào thai để đản sanh thái tử Sĩ Đạt Đa. Thì nhắc lại ở đây là một cái mô hình để nói lại sự đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Và theo như anh nghĩ thì mấy điều để mà bà hoàng hậu để đản sanh được Thái tử Sĩ Đạt Đa. Thì kính thưa quý vị, nếu nói về cái vấn đề mà sở dĩ mà bạch tượng để xuống để mượn bụng của bà hoàng hậu Ma Gia, tức là do ngài truyền đạo suốt 49 năm, thì chúng tôi cũng có thể nói sơ về lịch sử một chút xíu. Thì Sĩ Đạt Ta, tức là ngài là một cái vị Bồ Tát hậu minh nên trên cõi trời Đâu Lợi quý vị. Đâu Sức. Thì ngài quán xét về bốn cái nhân duyên mà ngài đã lâm phàm xuống để hóa độ chúng sanh trong cái thời điểm lúc bấy giờ. Cái thứ nhất là ngài quán xét về là đất nước nào để nên tái sanh. Thì thấy đất nước Ấn Độ cũng là người dân hết sức là hiền lành, cho nên ngài mới tái sanh vào đất nước Ấn Độ. Và hơn nữa thì ngài quán xét về cái xứ sở nào để mà ngài thị hiện. Thì thấy xứ sở tức là cái nơi hoàng cung, tức là lúc bấy giờ là vua Tịnh Phạn Vương, tức là ngài mới lâm phàm tại đất nước Ấn Độ. Và bên cạnh đó thì ngài quán xét về là cha mẹ nào nên sanh, thì thấy bà hoàng hậu Ma Gia với vua Tịnh Phạn Vương thì hết sức là hiền lành, cho nên mới thể hiện làm con của hai vị đó. Và lúc bấy giờ thì ngài quán xét cái cuối cùng là thấy chúng sanh trong thời điểm nước Ấn Độ đó là hết sức hiền lành và có nhân duyên với ngài, cho nên ngài mới thể hiện để xuống hóa độ trong cái thời điểm đó. Thì đó là cái sự hiểu biết của chúng tôi qua cái cảm nhận về bốn ý mà ngài đã lâm phàm để hóa độ trong cái thời điểm
đất nước Ấn Độ thời lúc bấy giờ. Quý vị cảm nhận thấy sự chia sẻ của anh Lâm Tâm Hòa Tự như thế nào thì bình luận ở dưới video cho chúng tôi biết ha. Quý vị muốn chúng tôi cập nhật xe qua tại ban trị sự xã nào thì hãy nhắn ở dưới cho chúng tôi biết để đến nơi đó để ghi hình cho bà con xem trong hưởng ứng tinh thần nhiệt liệt của ngày đại lễ 18 tháng 5. Này hoàn thành xong cỡ mấy ngày nữa xong chú? Cái này là ngày mai nữa xong rồi. Mai xong rồi. Dạ. Thì là mô hình của mình là hình như là mỗi năm là mô hình sống ha. Mô hình sống không? Là gồm ai với ai? Dạ. Là nhân vật đi theo ông Voi là gồm ai với ai chứ? Thái tử. Dạ. Thái tử Thái Tật Đa. Rồi thái tử nhỏ nè. À. Với bốn hoàng hậu. Bốn hoàng hậu thay đổi nhau ha. Cái mô hình này mỗi năm nhìn thấy đẹp lắm ông anh. Năm nay nó đẹp hơn mỗi năm. Vậy sao? Dạ. Là nay mình là sửa sao chú? Mình có lại sao mình bé phong này làm lại. Làm lại chơi ha, làm lại phong nữa ha. Là hình như chỉ hưởng ứng ngày đại lễ 18 tháng 5 thôi chú. 25 tháng 11 có không? Sao 25 gì rồi không thấy. Chỉ 18 tháng 5 ha. Dạ. Hưởng từ đâu phát sinh ra chú? Cái này thì ý tưởng cũng từ bên đạo đó. Mình làm ra chứ đâu mấy chú trong ban nữa hả? Trong ban rồi đó. Hay ha. Vậy cái mô hình này mình được mấy năm rồi chú? Mô hình này được 2 năm rồi. 2 năm hả? Năm 23 với 24. Trước kia mình cũng có mô hình này, mô hình khác hay gì? Trước kia hồi đó giờ mình chưa làm. Mới đó giờ mới 2 năm nay. Chắc lúc đầu mình nghiên cứu cái mô hình này chắc cũng gom hỏi ý nhiều lắm hả chú? Hỏi ý. Hỏi ý ban trung ương rồi cho làm nó mới làm. Năm nay đổi lại thấy màu sắc sặc sỡ đẹp quá ha. Thì cũng nhờ anh em xúm lại người tay chân đó. Người có ý này, người có ý kia xúm lại làm. Thưa quý vị, trong tất cả anh em làm công tác để phục vụ hết mình để hoàn thành sớm nhất có thể để phục vụ cho ngày đại lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, một đại lễ lớn nhất được mệnh danh là lớn nhất miền Tây quý vị. Và chú quý đồng đạo, quý khán giả, chúng ta hãy đón xem một đoàn xe hoa của chúng ta sẽ đi nhiễu hành lịch của đại lễ 18 tháng 5 sắp tới hả quý vị? Năm nay theo như thông bạch cho biết thì trên 27 chiếc là 27 chiếc xe hoa chính đó nha, còn những chiếc xe hoa để cung thỉnh hình chân dung thầy thêm phát sinh thêm rất là nhiều nữa và rất là đông để di chuyển diễu hành trên tuyến đường của sông Tiền từ chùa An Hòa Tự đến cầu Tân An Vĩnh Sương, trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt của hăng quan. Quý vị đón xem dài tiếp trong ngày đại lễ 18 tháng 5 sắp tới nha quý vị. Kính thưa quý vị, thì tiếp theo cuộc hành trình ký sự xe hoa để kính mừng đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm lần thứ 85 năm. Đây là hiện tại là ban trị sự xã Phú Thạnh, mô hình vô cùng tuyệt đẹp đó là sông Long và trên là chân dung Đức Thầy bốn mặt. Thì cái hình ảnh này gợi nhớ lại nội dung nào trong lời chỉ dạy của Đức Thầy, anh Lắm có thể chia sẻ cho bà con mình nghe chung anh Lắm? Thì cái nội dung của Đức Thầy cho biết là tập ở ăn theo nết thánh hiền, lòng tu tỉnh dòm Phật tiên nói chí. Tức là chúng ta phải tập theo những cái lối của người xưa, những cái lối thánh hiền đã chỉ dạy chúng ta đạo làm người, rồi đạo thầy trò, rồi đạo bè bạn, đạo cha con, đạo chồng vợ. Thì đó là chúng ta sống theo cái nết thánh hiền, tức là sống theo cái lối đạo nhân. Và bên cạnh đó thì chúng ta chọn được cái đạo nhân thì chúng ta tiếp tục học theo cái hạnh của đạo Phật. Chúng ta sẽ đi đến con đường được gọi là giải thoát. Mà đạo Phật dạy thì từ bi hỷ xả, như mới nãy chúng tôi nói ở đoạn clip ở vừa trên. Cho nên là chúng ta phải tập theo những cái nếp của người xưa, của những cái vị thánh đó để chúng ta răn dạy cho chúng ta trở thành một người tốt. Và hiện nay thì xe qua trong những ngày đại lễ của Đức Thầy thì hết sức là tích cực. Quý chú làm
quá là say sưa để tranh thủ cho ngày đại lễ sắp tới quý vị nhìn thấy đã. Vậy theo thấy trong cái bầu không khí lễ năm nay thấy có phần long trọng hơn mấy năm trước không ạ? Thì theo như thấy cái hồi sáng giờ mấy anh em chúng tôi cập nhật thì thấy các ban trị sự của các xã thì những cái mô hình đổi mới khá là nhiều quý vị. Dù cho cái mô hình cũ cũng thay đổi màu sắc rồi thay đổi những cái băng rôn rồi những cái biểu ngữ để tạo cho những cái dấu ấn và những cái sự mà đẹp cho những cái ngày đại lễ của thầy. Thì hết sức là long trọng mà chúng tôi đang cập nhật hồi sáng giờ đây. Đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta nên làm gì, điều gì quan trọng nhất trong những ngày đại lễ sắp tới không? Cái điều quan trọng của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong những lần đại lễ là chúng ta phải vì đạo, vì thầy và vì tất cả mọi người để hưởng ứng một mùa đại lễ hết sức là tốt đẹp. Đó là bổn phận của một cái người tu. Vậy thì đây là chuẩn bị mô hình dán đồ rất là tỉ mỉ và công phu. Để hoàn thành một cái chiếc xe hoa vô cùng tuyệt đẹp thì phải kỳ công từng ly từ tí, không phải là làm việc lớn thôi mà tất cả các việc nhỏ, từng nét, từng dấu, từng ly từ tí, từng nhỏ mới tạo thành một cái tác phẩm kiệt tác vô cùng đẹp, tỉ mỉ, tinh xảo để phục vụ trong ngày đại lễ, ghi bằng đẹp từng cm anh. Trước mắt quý vị đây là những cái khói mây mà được quý chú tạo nên một cái dấu ấn để là cái dàn mây thiệt. Mây xung quanh gồng á. Gồng thì phải có mây vì gồng ẩn trong mây mà. Cho nên khi mà có gồng thì mây phải dăng qua khắp nơi. Đây chuẩn bị đầy đủ máy móc rồi dụng cụ rồi xong xuôi chưa ha. Năm nay lễ mình là hoành tráng quá vậy. Chị Dung thầy đẹp quá ha đệ. Chị Dung thầy bốn mặt luôn quý vị. Bốn mặt luôn ha. Thì cái mô hình hôm nay thì chính giữa lại là chị Dung thầy bốn mặt và hai bên lại là con gồng xanh và con gồng đỏ. Đang huấn luyện trên chiếc xe hoa. Thưa quý vị, nói chung là vui lắm quý vị ơi. Thì từ đây cho đến ngày diễn ra chánh lễ vô cùng long trọng và náo nhiệt vui quý vị thấy à, những em nhỏ đồ cô chú bác đều là mọi người ở ban trị sự xã mình á đều quy tụ nơi đây để làm một cái chiếc xe hoa để vinh hạnh để trong đại diện của xã mình á. Đúng rồi. Thì mỗi một cái xã đều hết sức là tích cực làm nên cái mô hình của mình cho nó hoành tráng để hưởng ứng một mùa đại lễ tốt đẹp và trang nghiêm. Rồi thôi vậy mình di chuyển lại những chiếc xe hoa còn kế tiếp đang chờ đợi anh em mình ghi hình đó ha. Đúng rồi, thì mình trước khi mình muốn đi thì mình phải tự giả đồng đạo và bà con đi đây. Rồi, xin mời quý vị tiếp tục hành trình của chúng tôi. Kính thưa cô chú và cùng anh chị em kính mến, thì giờ đây hai huynh đệ chúng tôi lại có mặt tại ban trị sự xã thị trấn Chợ Giàm với một cái mô hình là song long, tức là hai con rồng, và chính giữa lại là Quan Thế Âm Bồ Tát. Một cái mô hình hết sức là đẹp quý vị. Quý vị thấy mô hình này đã được hoàn chỉnh và đã xong ha. Đã lên đèn luôn quý vị nhìn thấy nè. Phun nước luôn. Quá khử bây giờ. Phun nước luôn ha. Quá đẹp ha. Cái mô hình này chúng tôi thấy hết sức là rực rỡ rồi quý vị. Và hai bên của xe hoa thì lại trang trí và có những cái câu liễn. Những câu liễn đó lại là những cái câu giảng của Đức Thầy. Đức Thầy cho biết là cần chi gạn hỏi diễn dông, làm người chưa dạng khó hồng thảnh thơi. Quý vị thấy cái mô hình hết sức là rực rỡ ha. Thưa quý vị, thì ở đây là có sự đổi mới, năm nay có sự đổi mới chút xíu nha quý vị. Tức là thêm một cái mô hình mới nữa là ông rồng dưới Quan Âm ở đây có khói luôn kìa. Vô cùng sinh động và tuyệt vời nha quý vị. Đó, khói lên luôn ha đệ. Vậy mô hình này đã hoàn thành rồi, chỉ chờ đến cái ngày mà được lăn bánh thôi quý vị. Thì xe qua sẽ trở về với chùa thầy ha. Ở đây là góc nhìn sau, ta giàu có cách khôn thôn hương, vạn dân cứ chữ hiền lương mà làm. Bên đây là ông rồng màu xanh. Với một cái tôi cập nhật nhiều xe qua thì chỉ có thấy xe qua này hết sức là rực rỡ quý vị. Màu sắc như đèn này kia đồ trang trí hết sức là sáng ha. Cái này đưa lên đầu được. Quá đẹp rồi.
Thưa quý vị, mô hình hoàn toàn mới ha. Phật Bà Quan Âm lệnh ở đây là biểu ngữ là, thưa quý vị, sở dĩ không phải tất cả các sale hoa đều làm một cách tự nhiên đâu, mà lấy ý tưởng từ câu giảng của Đức Thầy để làm một cái biểu ngữ tượng trưng cho ngày đại lễ 18 tháng 5 á. Đây là lệnh Quan Âm dạy biểu khùng tròn cho bổn đạo khắp nơi, cho bổn đạo gõ nguồn chân lý. Vì nhìn thấy biểu ngữ ha. Tức là lệnh Quan Âm là một trong năm sắc lệnh của Đức Thầy chúng ta. Thì lệnh Quan Âm để cứu khổ cứu nạn trong cái thời hào quang mạt pháp này, lệnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để chấn hưng lại Phật pháp, lệnh của Đức Phật A Di Đà để phổ truyền pháp môn Tịnh Độ, lệnh của Minh Dương để lập đời thượng quân thánh đức, và lệnh của Đức Ngọc Đế thì để lập bản phong thần dựng hội Long Hoa. Đây, hai em rồng vô cùng sinh động ha. Biển được chạm bằng khúc gỗ hết sức là đẹp và hoa văn quá là kỹ xảo. Bên tay trái là vì đạo pháp, bên tay phải là vì dân tộc. Lắc đuôi rồi đầu là cũng vơ qua vơ lại này kia ha, uống mình này kia đâu. Hết sức là nhìn thấy cái mô hình sống động thiệt. Và xung quanh lại được sơn một cái màu rất là rực rỡ, và đèn hoa trang trí từ những cái trăng, dãy, đầu, kỳ và khói mây đều tạo một cái dấu ấn vô cùng là tuyệt đẹp. Kính thưa cô chú và anh chị em, xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn chân thành quý vị đã coi hết nội dung video đến đây rồi. Và hẹn quý vị ngày mai ngày mốt cho đến ngày 18 tháng 5 chánh lễ ngày Đức Thầy khai đạo, anh em của chúng tôi xin gửi lại những thước phim vô cùng quý giá và vô cùng đẹp nhất đến với quý vị gần xa trên mọi miền của đất nước. Hãy ủng hộ cho anh em của chúng tôi một bình luận và một bàn tay vàng của quý vị là một like ha. Rồi xin thân ái kính chào toàn thể cho quý vị. Chúc quý vị bình an trong cuộc sống. Năm nay thì diễn ra như thế nào, cũng giống như mọi năm hay là có chương trình gì khác không chú? Nó hiện nay thì cái vừa qua rồi thì tục lễ cũng cái diễn biến thì cũng bình thường, chứ không có gì thay đổi. Thì mấy ngày lễ thì các tín đồ đến đây cũng là nghiêm trang để cái sự lễ lọc thì cũng chu đáo lắm. Mọi người đều hy sinh sức lực của mình vào đúng rồi đó, người góp công, người là có của để đem cái tinh thần đó, đem cái nền đạo mình cho nó vững chắc. Đại lễ 18 tháng 5 là ngày trọng đại chú? Trọng đại bởi vì câu nói là 18 tháng 5 18 do vàng đó, đó ha, cùng là gì sớm có lãng cùng sớm có ai có người gieo. Nói chung ra cái cuộc lễ của Đức Bổn Sư mình đó, tới ngày làm gì nó hăng quang. Vui ha. Vui quá vui. Làm gì? Giống như ngày Tết đạo vậy ha. Đúng rồi. Mà cái này cái như cái mùi đạo á, cái mùi đạo đến vào cái đầu làm như ngộ á, nó có phấn khởi đó. Cái người đạo nghe. Còn cái phần vụ cái đời thì nó nghe không có. Rồi hổng ngày mình đến đây mình tiếp cái mô hình này bao nhiêu ngày vậy chú? Thì cũng cỡ cái tuần này không sao. Cũng cỡ tuần này. Thì vậy cái mô hình của mình còn bao nhiêu ngày nữa là xong chú? Cái đó hả, mô hình này theo độ đây tới ngày 13 đó là coi như là dứt điểm. Đó là đầu cái ngày dằm đó mình đó là mới dựng cái gì? Những ngôi lấy đài. Đó đầu đó 16 mình diễn là đoàn đi ở sau qua đi là về Hòa Hảo. Vậy cái mô hình của mình là làm cho đến ngày hôm nay là bao nhiêu năm rồi chú? Cái mô hình thành quy này. Thành quy đó hả? Theo mà thương lượng đó cũng là 5-6 năm nay. Năm 6 năm nay. Rồi mình có dự kiến đổi mô hình khác không chứ? Không, cái dự kiến này theo mình xét là cái lấy lịch sử của cái gì? Tương hả?
cái lịch sử này của ông gì, ông Tam Tạng đó, có cái hình cái nội dung đó hoài, chứ nó không cho thay đổi, nó vậy đó. Mà thấy cái vụ ra đi xe qua xe đi dầu đấy hen, thì cái ngày cô bác ta cũng là cũng phán khởi dòm cái này lắm, dòm vui lắm, ngồi hăng quan cho ngày đại lễ mình long trọng thêm ha. Trọng lắm. Dạ. Vui lắm, đi tao nói đi đường thấy phấn khởi vô cùng luôn đó. Vui lắm. Chắc chú cũng như mình cuộc sống đời thường mình sẽ mong đến cái ngày đại lễ của thầy lặng mình lợi mình phục vụ cho đạo phải không chú? Đúng, đúng. Nó ngồi làm như cái tới cái đó là tới cái mùi rồi. Nó lúc mà chưa thì không có mùi nghe. Nó tới ngày đại lễ cho bắt đầu có cái mùi. Hăng quan ha. Cái mùi hăng quan. Yeah. Rồi vậy kết thúc buổi trò chuyện hôm nay thì chú chúc bà con mình buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi cũng chúc các đồng đạo mình ha. Thân tâm thường an lạc, đạo quả viên lành ha, đạo hành tinh tấn cho ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật.